Làm sao hút được này ta? Làm sao hút được này ta? Sao? Dạ lúc đó run lắm cô. Mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á. Em có đồng ý làm vợ anh không? Và dạ. Chị chịu liền không? Dạ chịu liền ạ. Khoái lắm cô. Khoái lắm hả? Đợi luôn. Đợi cái gì đó hả? Biết bao lâu rồi đúng không? Đúng không? Bấy giờ Yoshida điều khiển từ xa giặt vũ thả ga. Câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai bạn. Rồi hai chồng giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho phép em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Quách Tuấn An, em năm nay 35 tuổi và hiện tại công việc của em là MC dẫn chương trình các sự kiện ngoài trời. Anh giống tài tử Hồng Kông. Cùng tên với một diễn viên, một siêu sao TVB Hồng Kông. Quách Tuấn An. Đây là nghệ danh của em ạ. Còn tên thiệt của em? Tên thiệt của em là Đỗ Văn An. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị đang xem chương trình. Em tên là Xuân Mai, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và học ngành nghệ thuật ạ. Là học về ngành gì? Diễn xuất hay là người mẫu hay là ca sĩ? Dạ ca sĩ ạ. Rồi bây giờ quay ngược thời gian trở lại lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và ấn tượng gì về nhau? Đợt đó thì trong một cái đêm giao thừa thì em nhận cái chương trình của Phú Quốc. Thì chương trình bắn pháo hoa chào đón mừng xuân. Em thấy bạn ngồi dưới khán giả thì em thấy bạn này xinh xắn quá. Đập vào mắt em cái là nghĩ trong đầu, ôi trời sao con bé này nó đẹp quá. Trong ánh mắt tập tầm đi à vào cô ấy không à. Ôi trời, mình nghĩ là làm sao hút được này ta. Làm sao hút được này ta. Rất đàn ông nọ. Làm sao mà hút được. Rất đàn ông nha. Thế còn Xuân Mai thì sao? Lúc mà nghe ảnh giới thiệu là có ấn tượng không? Có thấy thích anh này giới thiệu không? Dạ có, giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á cô. Kiểu giống như là ảnh nghía em, xong rồi cái em cũng nghía ảnh, là xong rồi là kết luôn á cô. Rồi nó nghía nhau. Sau bữa đó luôn á hả? Dạ. Hay vậy ta? Tại vì bé Xuân Mai thì nó còn có thể nhìn được bạn này. Nhưng mà sao mà bao muôn ngàn người như vậy? Dạ. Mà cái chương trình nó đông lắm chị ơi. Là dạ, dính Xuân Mai. Bạn ngồi chỉ sau ghế đại biểu thôi, rất là gần với tầm nhìn của mình. Nhưng mà Quách Tấn An nhìn vào đôi mắt ấy, có suy nghĩ là cô ấy cũng thích mình không? Thì đó, lâu lâu em để ý rồi em cười cái bạn cười là em nghĩ là chắc cô này kết mình rồi. Rồi sau đó làm sao? Chắc chắn phải là Quách Tấn An. Sau đó thì em phải chủ động. Em không thể chủ động được. Thứ nhất là bạn là một người khán giả, mình một người dẫn chương trình ở trên sân khấu. Kết thúc chương trình thì không biết có gặp được bạn hay không. Mà bây giờ mình không còn cách nào mình đi xuống dưới để mình xin số điện thoại bạn được. Thì em có một cái ra hiệu với một bạn kỹ thuật âm thanh đấy đó. Em vẫy bạn lên kêu là em giúp anh một cái là em xin số điện thoại bạn này cho anh với. Thì em mới lấy cái điện thoại của em ra. Nghe là em cứ xuống tới nơi là em cầm cái điện thoại anh, bật cái màn hình lên cho thấy hình của anh trong đó. Thì kêu là anh MC xin số điện thoại của em. Cảm giác Xuân Mai lúc đó là sao? Dạ lúc đó run lắm cô. Mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á. Bây giờ chị hỏi em nè, trong cuộc đời làm MC của em gặp nhiều những cái trường hợp như vậy không? Hay là chỉ duy nhất là đối với Xuân Mai thôi? Nhiều lần có những cái cảm xúc như em vậy em không? Chưa. Hai đứa đến với nhau kiểu như định mệnh đó chị. Thì đặc biệt là một cái định mệnh nữa là trước khi gặp bạn này nè thì em á là đi làm chương trình rất là nhiều mà cái tính em là cái tính đoàn viên, lúc nào em cũng muốn về với gia đình á. Trong tư duy em nghĩ là mẹ sống với mình có bao lâu đâu thì bao nhiêu cái Tết nó bắt buộc mình phải về quê mình chơi với mẹ. Nhưng mà cái đợt đó thì em bị thất tình. Em có quen một cô kia thì 8 năm cũng tính cưới nhưng mà đứt đoạn. Đau buồn quá không còn cách nào nữa. Cái hôm đó gần Tết rồi thì em mới điện cho ba nuôi của em, MC La Thời Phi. Ba ơi, con buồn quá Tết thì cho con đi làm chương trình ở Tết đi ở đâu đó đi. Thì ba kêu bảo là hiện tại có một chương trình ở Phú Quốc. Thì đợt đó thì đi ra thì gặp đúng cô này. Chị cảm tưởng là sau khi em đã gặp bạn này á, là đêm đó là coi như em bớt đi cái nỗi buồn kia liền á. Dạ, bớt đi nỗi buồn liền. Là buồn luôn đó. Đúng thiệt, trước đó thì em có tìm hiểu một số bạn nào đó cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà em nghĩ hình như là không có cảm giác hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta. Em cũng sợ không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiếng sét ái tình đấy. Rồi thôi. Là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích. Rồi bây giờ tôi tò mò muốn biết là cái cô gái này nè, sau khi mà nó cho số điện thoại rồi đó, và khi mà biết được anh ấy lớn hơn mình nhiều tuổi, thì lúc đó như thế nào? Cái gu của em cũng là người lớn tuổi, em không có quan trọng tuổi tác. Dạ, miễn là thương em, biết chăm sóc cho em là được. Dạ. Nhưng mà lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó là con đang đi học 12 ạ, 18 tuổi. 18 tuổi, Sau đó con với ảnh vẫn giữ liên lạc nhau thì ảnh lên Sài Gòn. Còn con thì về Rạch Giá học.
Thì Rạch Giá là quê của ba con. Mỗi tuần là anh chạy xuống thăm con một lần. Rồi vậy là xuống Rạch Giá là cứ liên tục vậy đó. Dạ. Em có nghĩ là không biết vì sao mà cái sức mạnh nó lại mãnh liệt đến như vậy. Là tình yêu đó. Chủ nhật ngày em không thể xuống thăm được vì chủ nhật là bạn này không đi ra ngoài, sợ ba mẹ la và đi chơi là biết là sợ đi ăn đòn. Nên là em chỉ xuống những ngày mà trong tuần thôi. Những ngày đó là em xuống là bạn cấp tiết học, bạn đi chơi về. Đó. Tức là bây giờ là ông bà già vợ mới biết. Lúc đó còn chưa biết luôn. Nhưng mà đến chương trình này bây giờ là ông bà già vợ biết nè. Hát xong là biết nè. Tụi em yêu xa như vậy là bao lâu? Tầm một năm em ha. Một năm? Một năm. Bạn ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 xong á thì bắt đầu lên Sài Gòn ở với mẹ ở trên đây. Nhưng mà sau đó thì hai đứa có sống thử chung với nhau. Hai đứa có sống thử Dạ, có hai đứa kiểu như là yêu nhau quá, kiểu như là không muốn thể rời xa nhau nữa thì xin ba mẹ hai bên là xin phép cho tụi em được cưới. Và sau đó thì xin phép xong được á thì lên Sài Gòn thì mới cho em sống chung. Ở dưới quê á, khi mà có con gái mới lớn mà nhất là có con gái xinh đẹp vậy nữa, ba mẹ rất là lo hay giữ gìn á. Khi mà ba mẹ biết á là Xuân Mai quen với Quách Tấn An, một cái người mà làm trong showbiz vậy nữa, thì có lo sợ không? Dạ thì lúc đầu gia đình ngăn cấm, em cũng hé hé thôi chứ em cũng không cho biết hết. Dạ thì em cũng nói là con quen anh này vậy đó, con cho coi hình vậy đó chứ con cũng không có cho biết hết. Thì sau này tìm hiểu ảnh á, thì gia đình không có ai ngăn cấm nữa. Ba con là nhiêu tuổi rồi? Dạ ba con năm nay 42 tuổi. Ủa vậy là lớn hơn Quách Tấn An? Ba vợ con lớn hơn con 7 tuổi. Mẹ vợ lớn hơn 5 tuổi. Lúc sinh hôn sao? Phụ huynh ta rồi hỏi sao ta? Thì lúc đầu cũng xưng bằng cô chú, nhưng mà em nghĩ là ở dưới quê thì họ chú ta làm ăn chứ không có ăn gì như người mình. Thì nhưng nói chung là em cũng không nghĩ là họ trẻ đến như vậy á. Nghĩ là ít tuổi như vậy đúng không? Em nghĩ là ít tuổi như vậy lúc mà khi biết rồi. Ôi trời ơi, sao chỉ bằng tuổi bạn bè mình giống vậy. Rồi anh là MC, anh là người ăn nói, cái buổi cầu hôn nó có lãng mạn hay không? Bất chợt thôi ạ. Xin ba mẹ được dẫn em đi Đà Lạt này kia, tôi xin không biết là trong cái tư thế là biết có cho hay không. Sợ là không đồng ý thì không đi. Cuối cùng là khi đồng ý cái là hai đứa là bất chợt là lên xe phi đi luôn. Thì lên tới nơi thì cũng đơn giản thôi. Thì nói là em có đồng ý làm vợ anh không? Tôi dạ. Chỉ chịu liền không? Dạ chịu liền ạ. Khoái lắm cô. Khoái lắm hả? Đợi cái gì đó hả? Biết bao lâu rồi đúng không? Đúng không? Rồi xong rồi tối hôm đó rồi ở Đà Lạt á, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới đúng không? Dạ đêm đó. Sợ không? Lúc đầu con cũng sợ cô. Rồi hai đứa là cưới nhau bao lâu rồi? 2 năm ngày cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy bé rồi? Dạ có một bé ạ. Đó. Bé trai. Nhưng mà là trước đám cưới thì là có suôn sẻ không? Đám cưới thì có nhiều cái không suôn sẻ xảy ra với mình. Cái đầu tiên á là chỉ còn cách 2 ngày nữa là tới vô tiệc chính cưới rồi. Bắt đầu bùng dịch. Do dịch bắt đầu mình phải ngưng. Rồi lần thứ hai thì sao? Cái lần đó thì xin cưới rồi, nhưng mà em muốn hoãn cái đám cưới lại, không muốn ở bằng này nữa. Ủa tại sao vậy? Thì bạn này bạn ghen quá. Sau khi ở chung với nhau thì thấy bạn này bạn ghen quá, ghen luôn. Mà ghen với ai? Ghen với khán giả hay là ghen với những cái cô nàng trên Facebook? Ai em cũng ghen. Mà có nhiều khán giả họ mến mộ mình. Rồi chụp hình xong cái click. À em đi ở này nha, con này chết em nha. Em nói rất nhiều lần cái trời ơi, người ta mến mộ mình thì người ta mới chụp hình mình chứ sao em cứ đi ra ngoài. Em thấy khó chịu quá. Cái nhiều nhất á là bạn lại ghen với người yêu cũ của em. Ủa nhưng mà mắc mới ghen. Tức là quen rất là vô lý. Em xài cái điện thoại iPhone, tất cả những hình ảnh khi quen con này á thì em đã xóa hết trơn rồi. Nhưng mà lâu lâu mình đăng nhập iCloud về á, một số hình nó sẽ lưu về, mà trong cái đó em là một người khi em chụp hình hoặc là tất cả gì đó em không bao giờ em coi lại điện thoại của em. Nhưng mà cô ấy thì cứ lướt lâu lâu cầm thoại lướt thấy là về buồn khóc tối khóc. Ủa em có chuyện gì em không? Ủa sao buồn khóc vậy? Tự nhiên anh quen người ta mà anh còn giữ hình ảnh như vậy như thế này thế kia, nó rất là vô lý. Em nói nhiều bạn này lắm, kêu là hiện tại nếu như anh mà có liên lạc với bạn cũ á thì em hãy nói. Còn đường này Facebook em có mật khẩu Zalo, có mật khẩu lâu lâu anh bận cái gì đó thì em cầm điện thoại em nói ơi em ơi coi điện thoại giùm anh cái, gần như ai nhắn tin anh hoàn toàn rõ ràng với em. Cuối cùng mà cứ vậy hoài. Tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi tay khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua anh đi chơi người yêu cũ. Có lại giận lại đung nữa một ngày gì đó. Khó chịu lắm luôn. Khó chịu, em đã nói hết lời rồi. Cái lần đó là em từ hôn luôn. Em chịu không nổi nữa rồi. Cái đêm đó là em mới tắt nguồn hết điện thoại em bỏ đi. Thì ở nhà của này 3-4 giờ sáng á, cùng với mấy đứa bạn trong nhà của em á, đi vòng vòng qua thuốc bên quận 7 này kiếm vòng ngoài đường á. Ôi nghe thấy thương quá. Thì em qua em nói với em mẹ vợ cho con hoãn cái đám cưới này lại để cho bạn lớn chút. Thì mẹ mới nói quá trời quá đất, thì kêu là giờ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ
con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi, mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết, và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ. Thì em nối lại từ ngày bắt đầu bạn hiểu ra. Trong cái thời gian mà anh quyết định từ hôn vậy thì con nói về cái tâm trạng con cái thời điểm đó như thế nào? Trời ơi, con khóc quá trời khóc luôn cô ơi. Con không ăn, không uống gì trời. Mà con có thấy là lỗi của mình không? Con biết lỗi của con. Tại vì một phần đó là con thương ảnh quá. Kiểu giống như là không có ảnh con sống không được đó cô. Ảnh mà đi tỉnh đó, mỗi lần đi là 7-8 ngày là con nói cô là không có ảnh là con thức trắng. Đêm nào con thức trắng con ngủ không được. Tới hiện tại bây giờ cũng vậy luôn đó cô. Bây giờ là con cảm thấy là mình đã thay đổi được, mình đã lớn lên được chưa? Dạ, con có còn thay ghen đổi nữa không? Dạ, có ghen nhưng mà ít. Anh có cái tật xấu gì mà khi mà con đó. Về con làm vợ ảnh đó, mà... bây giờ tiết mục khui tật xấu. Dạ, tật xấu thì có một cái duy nhất là hay đánh gắm. Đó là người ruột tốt đó con. Tức bụng á. Còn dạ. Cái nào nữa không? Dạ không, không có một tính xấu gì hết á chú. Phải không? Dạ. Trời ơi bà... Như vậy là mong muốn thay đổi gì nè? Thay đổi thì con không có mong muốn gì hơn. Cứ đánh gắm đi. Dạ. Dạ. Tại vì con thấy cuộc sống hiện tại của con rất là ổn, rất là hạnh phúc. Tời hoặc tân hèn. Con tật xấu nhiều lắm. Bạn này thì có cái tính mà bạn nó không có kiên định về bất cứ công việc nào, mà nói tới khóc rồi khóc nghe, rồi khóc nghe hoặc là không kiên trì nè, khóc nghe, khóc nghe nè. Dạ. Xong xuôi thì bạn ủa sao khóc thì em thích khóc vậy đó. Ờ nghe quá tôi nạt chồng không có luôn. Đôi khi bạn bè em rất là nhiều đó, nguyên một bàn dù một tiệc hoặc là mọi người tới chơi em nói gì không vừa lòng là bạn ra mặt bắn nạt em luôn á. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em mong muốn vợ em á là thay đổi rất là nhiều thứ. Cái công việc của em là em phải kiên định một chút, bớt nạt nộ lại và hãy luôn luôn lắng nghe chút xíu. Còn đằng này em chỉ muốn anh luôn chiều em, còn trước mặt bạn bè anh thì em không có chăm sóc anh như thế này thế kia thì chắc chắn là anh rất là buồn. Anh nói em rất là nhiều lần, mong em sửa một chút. Hiểu cái điều anh muốn chưa? Con hứa với anh đi. Thôi em hứa. Thì em hứa với anh là em sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc và không bắt nạt anh nữa. Sau này con cũng là người của công chúng mà đúng không? Thì lúc nào cũng vậy, phải hết sức tế nhị. Khi mà người ta thấy con tôn trọng chồng mình thì có nghĩa là người ta cũng tự giác người ta phải tôn trọng chồng đúng con. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, cho nên con phải như vậy mới được. Rồi. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Xong rồi đưa cho em coi nó uống mày bị gì vậy, thằng này tâm thần á ta, xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy. Xong rồi hả, chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần. Xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. Tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Làm sao là sai là đúng rồi. Ủa sao kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong rồi gặp chồng em ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, có ngày an toàn mà em đó sao đó, đó sao đó, cuối cùng dính bầu đó. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chú rể có vẻ luống cuống quá hả? Chú rể, em năm nay mấy tuổi? Dạ, hôm nay em 21 tuổi. 21 tuổi à? Dạ. Wow, quá trẻ. Dạ. Còn cô dâu? Dạ, em bằng tuổi chồng em. 21 tuổi? Đấy, hai bé 21 tuổi nó đã lấy nhau rồi. Sao mà lấy sớm thế hả giời? Hãy giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả thì được biết là các em tên gì, công việc như thế nào? Dạ con chào cô Hồng Vân. Thôi bây giờ cứ kêu bằng chị với anh. Dạ chị Hồng Vân. Dạ chào. Trên đây là không có cô với chú. Dạ toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Đúng rồi. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. Em sinh năm 97 và hiện tại đang làm diễn viên tự do. Rồi giờ chồng cũng làm diễn viên luôn nè. Dạ. Nói đi. Dạ. Không hả? Chào chị Hồng chắc Vân và chú giả. Phú Thuận khán giả. Dạ em tên là Đặng Văn Khánh. Hôm nay em 21 tuổi. Em đang còn đi học và phụ giúp công việc gia đình. Rồi tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Hai đứa em học chung với nhau ở lớp đại học. Thì trong lớp em rất là quậy. Còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rồ đi học, bị ép đi học. Vô lớp nó cũng cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. Nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau. Hai đứa cũng có quen bồ là 1 năm rưỡi. Đó, thì sau khi chia tay thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện.
Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Ừ. Xong rồi em mới trả lời ủa tao đâu có thân với mày đâu, tiện mày lên rồi thăm tao. Ủa tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái hả chồng em mới kêu là không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó, xong rồi cái em mới kêu rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Thì em nghĩ là chắc mua sữa, một hai trái chuối vậy thôi, không ngờ mua nguyên một nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em tưởng lâu chù em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn. Có phải là em đã để ý cô Thanh Thanh này từ lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đầu năm sinh viên năm 1 á, là vô hè là em đang ngồi trong lớp. Cái em thấy một bạn nữ bước vô mà nổi nhất luôn. Cái xì tai rất là đẹp. Cái em để ý lúc đó. Mà lúc đó em nghĩ là em không giới tới nổi đâu. Lúc đó là vợ em là diễn viên nhưng mà là có nổi tiếng không? Dạ vợ em thì cũng có nhiều người biết rồi. Hot face hả? Dạ, hot face. Trên Facebook thôi. Dạ. Sau khi mà về nhà rồi á, thì ngày nào cũng từ quận 7 chạy qua quận Bình Thạnh mua cháo này nọ cho em, qua nhà là dọn dẹp nhà cửa nhà này em này kia rồi xong rồi hả mua đồ ăn cho mẹ em. Nói chung là tạo ấn tượng rất là tốt. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chữ tờ bự chà bá ở ngay đây rồi. Xong rồi đưa cho em coi, nó uống mày bị gì vậy, thằng này tâm thần á ta, xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy. Xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ Thanh Trần, xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. Đó, ha. Tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao? Em đây nè, em anh yêu em nè. Hay là sao? Biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm không? Anh không hiểu luôn là cái cách thể hiện để mà bày tỏ cái tình cảm của mình với cô Thanh Trần này, mỗi lần vậy thì là dạch ra cho coi sao? Dạ không, em tại vì em yêu quá là em cứ hết những cái kỷ niệm á là em cứ cho lên người. Tức là mỗi một cái chữ hình xăm đó nó tương ứng với một cái kỷ niệm nào đó, đúng không? Rồi xong đúng rồi không? Tới ngày quen là xăm ngày quen nhau, rồi cung của hai đứa là gì xăm lên. Đó xong rồi họ tên của em là bự chà bá sau lưng luôn. Rồi mẹ em có thấy cái hình xăm của em không? Không, mẹ em biết là hãnh diện mà em ấy khoe. Đi khoe với mọi người nè, con tôi xăm tên vợ nó nè. Ồ, vậy đó hả, dễ thương quá. Xong rồi một thời gian sau khoảng cỡ 4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Ủa là sao? Là sai hả? Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Cái quan trọng là em có dạ không? Rồi dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ. Em dễ sai, dễ biểu hả? Quen quá sức luôn vậy. Xong rồi bữa sau mẹ chồng em mới gọi điện cho mẹ đẻ của em. Nó là thôi chị ơi, bây giờ em xin chị là cho con gái chị qua đây để em nuôi chăm sóc luôn đi, qua đây ở luôn đi. Mẹ em có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi trời. Sao từ em mà cho tới phụ huynh em cũng đều rất là dễ vậy? Dễ dãi quá. Bây giờ phải hỏi nè, lý do gì mà mẹ của em lại kêu bạn này ở lại? Tại vì trong thời gian mà em bắt đầu cua Thanh đó là gia đình Thanh có biến cố, gia đình hai ba mẹ hết tình cảm với nhau, ly dị á. Cái Thanh cứ áp lực nhiều. Tức là mẹ thương. Dạ, đúng. Mẹ thương, mẹ tội Thanh quá thôi, mẹ nói là Thanh ở lại luôn đúng không? Dạ. Rồi sau đó là mới đề nghị thôi, mày để tao nuôi luôn đó. Rồi ở chung nhà, hai đứa còn quá trẻ như vậy thì có cái vui gì không? Gọi là... Như hai đứa nít mà gây lộn không? Dạ không, thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong mà gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, cũng ngày an toàn mà em nói sao đó, nói sao đó, không cuối cùng dính bầu. Đó. Mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi, xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua quay thử thai, không cho đi đâu hết trơn. Xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ. Xong rồi một buổi sáng thức dậy, mẹ chồng em cầm cái que thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi. Xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, con đã sẵn sàng làm mẹ chưa đó. Mẹ chồng tuyệt vời nhỉ. Tính ra là mẹ chồng em á là rất là hiện đại đúng không? Dạ, vậy đúng thì rồi. Cho hỏi xíu nha, hai vợ chồng còn rất trẻ ở trong phòng vậy đó, rồi tụi tí tụi tí vậy đó, có khi nào, bị mẹ phát hiện không? Dạ có. Một buổi sáng đấy tự nhiên đòi phai nhau, xong rồi hả quên khóa cửa phòng,
quên khóa cửa phòng, cái tự nhiên mẹ mở cửa vô, hai con ăn gì không, xong thấy mẹ đóng cửa lại cái đùng vậy đó. Cái là mẹ đi xuống dưới chân cầu thang á, bắt đầu định hình lại tinh thần được rồi á, mẹ lên nha con. Xong rồi đi được 3 bước mẹ đang lên đó nha. Mẹ gần tới rồi nha, mẹ đang đứng trước cửa phòng nha, mẹ vô á. Xong mở cửa ra hai đứa ăn chuối luôn. Dễ thương quá. Hai đứa mà lúc mà về ở chung thì chuyện gì tới sẽ tới, đúng không? Dạ. Có nghĩa là đó là cái đêm tân hôn, chứ không phải là cái đêm tân hôn là cái hôm mà sau khi cưới, đúng không? Không, đêm tân hôn thật ra nó rất là mắc cười, là tụi em rất là sợ ma. Thì đãi tiệc ở cái khách sạn đó, xong thì người ta có tặng một cái phòng tân hôn, xong rồi hai vợ chồng vô cái phòng đó, xong rồi kiểu như nhìn xung quanh thấy như là hả, ghê quá, cái hành lang đi vô nó đã tối thui rồi, xong cái phòng kiểu lạ lẫm, hai đứa nhìn nhau ơ sợ ma quá, thôi về đi, thôi về, hai đứa đi về luôn. Trời ơi. Hai đứa đi về nhà gặp ba mẹ chồng, thôi con về đây ngủ, con không có chồng đâu. Của em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ là 6 tháng. Ở xã em có tật xấu gì? Dạ nhiều lắm đó, đây hồi dạ nhiều, ơi là nhiều, nhiều là không nhiều. Hết luôn. Đầu tiên là tính mà quá là nhây. Giống như là nhây những cái chuyện như là em đang bực bội khó chịu, xong rồi vợ ơi nha, vậy đó. Xong rồi cái em mới kêu thôi em đã khó chịu ra đi, xong rồi cứ nhây hoài. Tính em cả cọc rồi, em điên lắm, đánh chồng em. Đó, xong rồi đánh hoài à, ngày nào có chuyện nó đánh hết trơn rồi. Xong rồi có lúc mà đánh dữ quá em đánh bầm mắt luôn. Trời ơi. Xong rồi cái chồng em cầm lộn điện thoại của em, nhắn vô trong cái tin nhắn, cái nhóm nó có em với hai chị họ của em nữa, nhắn lộn vô trong đó là chị ơi cứu em với, nó quýnh em bầm mắt rồi. Xong rồi hai chị em tưởng đâu là chồng em quýnh em. Xong chạy tức tốc qua nhà em cầm nó bảo hiểm rồi, xong mày dám quýnh em tao. Trời ơi. Ủa mà bộ hai đứa xài điện thoại chung với nhau hay sao? Hai điện thoại nhìn giống nhau cái cầm lộn, xong nhắn vô trong đó rồi mấy chị em tới, xong mới thấy là chồng em nằm ôm con mắt vậy nè. Ôi tội nghiệp, nhỏ quá, hèn gì mà lớn không nổi. Tại vì nhây đó đúng không, cái tật nhây quá đúng không? Cái thứ hai đó là ở dơ. Ở quá trời dơ, sau cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tới khi mà hả về ở chung với nhau 3 ngày không tắm, tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa, là mỗi lần giống như là lại gần em, vợ ơi bỏ qua cho anh đi, là cái mùi thúi nó bay vô mặt em, phải nói là phải quên. Thời vậy mai mốt phải rút kinh nghiệm nha, phải lấy khẩu trang để mà tỏ tình hả. Còn những biểu hiện gì nữa không? Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là hả lên trên mạng thôi, bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm Nhật về làm gì á, thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi, ủa để chi, đâu ai mượn thể hiện. Rồi xong 3 dấu hiệu nhận biết đầu tiên là hả em hỏi tên anh đi, nguyên cái quận này ai cũng biết anh hết, hỏi ra không ai biết hết. Hỏi tên tắm cá chép đi, ai cũng biết anh, hỏi ra không một ai biết hết. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi lần mà ai mà thí dụ đi ngoài đường không, còn ai mà giống như là hả đụng vô chân em hay gì á, lỡ như chạy ngang quẹt ngang, mày sao vậy, dí theo mày muốn sao, dí theo mày hả, mày mới dám đụng vợ tao hả, nó chọn cái gì á, nó làm gì đâu, lỡ quẹt chúng nó đụng tới em mà phải giết nó. Xong rồi hả, rồi thêm một cái nữa, người ta đi ra ngoài đường ví dụ như là người ta nói tới ảnh im, xong về mới nói tại nãy anh im thôi, anh mà lên tiếng là mệt. Ủa đó, đó đâu dám đụng ta, người ta nói im re à. Lúc mà người ta nói im re, tới khi về nhà mới bắt đầu thiệt, anh mà lên tiếng là nó mệt với anh. Là sao? Xong nó không lên tiếng thì về mới thể hiện. Em đi với chồng em ngoài đường em rất là sợ. Thí dụ như đi với một người mà cao to lực lưỡng mà hả chồng em mà chửi người ta đi, mình sẽ nghĩ là giờ mày chết với tao, mày chết với chồng tao rồi. Còn đi với chồng em mà lên tiếng nha, người ta quay qua nhìn một cái rồi thôi chạy đi ba, nó quýnh hai đứa bây giờ hơn. Nó sợ muốn chết luôn. Đáng yêu quá à. Thì bây giờ mới 21 tuổi thôi mà, phải là trẻ trâu thôi chứ sao nuốt giai đoạn được, đúng không? Dạ. Đó, rồi có lén hút thuốc này kia nọ không? Trẻ trâu thường hay thể hiện chứ. Có lén hút thuốc. Lúc đó là em đang mang bầu, em nói là bây giờ vợ mang bầu rồi đừng có hút thuốc nữa nha. Anh hứa với em luôn, anh thề anh không bao giờ anh đụng tới một điếu thuốc nào. Xong tối hôm đó, dụ cho em ngủ trước. Thường là anh bấm điện thoại anh chứa buồn ngủ, xong rồi em ngủ trước. Lén xuống dưới nhà hút thuốc. Xong rồi đi lên trên phòng, xui quá, lén em mà xui quá, đụng trúng cái bàn ngay cái đùng. Xong rồi em mở mắt ra vậy em nhìn, xong rồi em vẫn ráng thí lại. Xong rồi cái chồng em lại nhìn em, nó ngủ rồi. Xong rồi em nghe mùi thuốc, trời ơi, em tái một cái bóp, giận quá trời giận. Bỏ luôn chưa? Dạ, bỏ không. Ủa em, nhưng mà lúc mà vợ em có bầu có thay đổi tính nết, tâm tính gì không? Dạ, vậy em thay đổi nhiều lắm mà. Chỉ là cần làm một cái gì đó sai nhỏ thôi là nghe chửi, nghe đập rồi.
Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng bay lại ôm hung đủ thứ năn nỉ là người ta sẽ bớt giận. Còn vợ em, duyên vợ em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập. Cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà, mày xin lỗi mày biến ở đâu. Đó, đập kinh khủng luôn. Cứ ôm vô là đập, cứ ôm rồi sao tội nghiệp với thân phận chồng em. Lý do sâu xa là gì? Thí dụ ôm rồi im lặng đi, ông nói vợ bỏ qua cho anh đi. Phà cái hơi rồi đó. Tại vì tụi em đều là hai đứa trẻ đó, thành ra là chắc chắn là từ cái chuyện mà sống chung với nhau nè, rồi đến chuyện mà có bầu á, bắt đầu em bé nó từ từ nó lớn lên á, rồi cơ thể vợ thay đổi này kia nọ, đều là một cái sự ngạc nhiên và khám phá đúng không? Dạ. Thường người ta là vợ mang bầu, người ta sẽ chồng người ta sẽ lại nói chuyện với con hay là sờ bụng gì đó. Em là toàn phải giơ tay nó đặt vô bụng không à, xong rồi tới khi nó thấy con đạp chỗ ghê quá em, ghê quá. Làm sao không bao giờ nói chuyện với con, hỏi sao anh không nói chuyện với con đi, con trong bụng nó nghe nó là hiểu đó. Xong rồi anh biết nói gì đâu, nói gì giờ, hello con, xong hết. Không nói gì nữa đó, cũng không sờ bụng không gì hết. Xong em cảm thấy trời sao tự nhiên cứ chồng gì mà giờ có con chán quá vậy, sao chồng gì mà không có tương tác gì với con cái hết trơn. xong rồi cái hả, mấy kiểu lúc đó cũng chán nghĩ cho trời lấy mấy thằng mà con nít giờ tự nhiên mới sao thấy cảm thấy giống như là mình lúc nào cũng phải gồng lên vậy đó, mình lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chồng mình. Chứ chồng mình không phải là chỗ dựa cho mình. Sao lúc mà vợ mang bầu á, rồi có thay đổi từ cơ thể cho tới cái tâm tính vậy đó, em ngạc nhiên không? Dạ. Em thấy mắc cười không? Dạ không, em có tìm hiểu nên là em thông cảm. Ừ. Dạ, nhưng mà phụ nữ có bầu là gay gắt lắm, dữ lắm. Rồi có bắt em phải nhịn đói, nhịn khát không? Dạ có chứ, vợ em là dữ ghê lắm, năm trời. Là bắt nhỏ nhịn đói nhịn khác luôn hả? Dạ, nhịn tới nỗi mà giống như lâu lâu em có những cái cử chỉ mà thân mật dữ quá, cái ảnh tưởng là cho ảnh làm hay gì đó, em trời em cho thiệt hả? Nghĩ sao cho vậy cha? Thấy thương quá, thân phận làm chồng của em thật rồi, đáng thương. Mà vui không? Lấy vợ vui không? Dạ vui. Bị đánh là vui đúng không? Đánh vẫn dạ, vui. Đánh cảm thấy là vui. Trời ơi. Ủa con em năm nay bây giờ là bao nhiêu tháng? Dạ, một tháng. Một mới tháng. Có 1 tháng thôi. Chà, thế là vẫn còn bắt nhịn đó. Dạ, vẫn còn bắt nhịn dạ, đó. Vẫn, dạ. Tới giờ phút này luôn. Bởi đó. Vì em sinh mổ mà. Ồ. Dạ. Thực ra là đâu có cần thiết phải bắt nhịn dữ vậy trời. Tuổi này còn nhỏ mà. Dạ. Những cái tháng đầu tiên cho đến tháng thứ ba coi như là tạm thời nhịn, nhưng mà đến từ tháng thứ ba trở đi á. Dạ. Là bình thường. Bình thường mà. Còn 1 tháng như là 2 tháng. Cho đến tháng thứ 7, tháng thứ 8. Còn 2 tháng nữa. Gán đi Khánh, anh nghĩ em không, sẽ làm yeah. Nhưng mà phải nhịn là sau khi sanh thì bắt buộc cái đó là mình phải ấy để mình kiên cử cho cái người phụ nữ. Yeah. Nhưng mà trong thời gian mà em mang bầu á, em không cần thiết phải bắt chồng nhịn, là tại vì á khi mà hai vợ chồng vẫn có cái mối quan hệ á, là em bé rất là tốt luôn. Thiệt, rất là tốt cho em bé luôn. Nói vậy để đứa sau đừng bắt nó nhịn nó tội. Em nói thật lòng liên nha, trong cái thời gian qua là em bị vợ bạo hành như vậy đó, thì thật sự là em có cảm thấy bị tổn thương không hay là em rất là hạnh phúc? Dạ em thấy vui. Vui. Tại vì ngày nào không quýnh là em thấy buồn lắm, thấy trời nhạt quá. Ngày hôm nay nhạt quá, em phải làm cái gì đó để chọc vợ em cho vợ em quýnh. Trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó. Hotspay này có thật xấu không? Dạ giờ em thì ít lắm mà. Em chỉ có là hung dữ thôi, tính đàn ông thôi. Còn mọi cái thì cứ thiếu cái gì là mua sắm rồi đầy đủ cho con cái rồi chồng rồi đủ thứ hết á. Chỉ có là tính tình là bộc trực và hay giống như là hay có hay nổi nóng không? Dạ có, vợ em nóng lắm. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ, em muốn vợ em lâu lâu dịu dàng nữa. Lâu lâu dịu dàng với em phải không? Dạ. Cái thời gian dịu dàng vợ em đối với em chỉ tính bằng giây thôi. Trời thấy thương không? Tội nghiệp bé. Thường thì cái tuổi này đúng là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới. Dạ. Thành ra là lấy nhau thì chắc chắn là chưa có thể nào mà như những cặp vợ chồng người ta trưởng thành được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng mà rất may mắn là tụi em có ông bà nội, rồi bên ngoại nữa. Bên ngoại, bà ngoại nữa. Thì nó cũng có những cái điều nó hạn chế, nhưng cũng có những cái điều lại là thuận lợi. Tranh thủ cái lúc mà ông bà vẫn còn sức khỏe để mà lo giùm cho con mình á. Thì hai đứa tạo dựng sự nghiệp, nhất là em á. Học đến nơi đến chốn. Rồi á là phải có cái sự nghiệp. Người đàn ông mình phải cố gắng, mình chững chạc. Mình phải là trụ cột. Chắc chắn bây giờ thì chưa thể nào làm được ngay đâu, nhưng mà
cái hướng tới là phải như vậy, phải hoạch định như vậy. Dạ. Rồi. Rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chia sẻ lần đầu thì con lúc con gặp bị Bảo Ngọc thì con chào biệt Bảo Ngọc của ai luôn. Cho đến khi mà Bảo Ngọc nhận tin á là con của ba Hoa, anh Hoa lại bắt đầu là à bây giờ mình phải để ý hơn, bởi vì người ta bút mình bây giờ mà con gái của người ta mất tích về số tuổi ấy. Ờ, thầy chủ nhiệm biết. Xong rồi thầy chủ nhiệm. Dạ, mời phụ huynh lên. Là bằng nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới, bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào năm 18 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng vậy đó. Đến với câu chuyện tình yêu của một cặp vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Show kỳ này, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, xin chào hai vợ chồng trẻ nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin giới thiệu, em là Mạnh Quyên, em đến từ Huế. Em là một vũ công, cũng là biên đạo và cũng là giáo viên dạy nhảy cho các bạn nhỏ cũng như bạn lớn. Wow. Quyền là năm nay nhiêu rồi hả Quyền? Dạ, năm nay là chắc em 28 rồi á. Quyền là một bạn biên đạo rất rất giỏi luôn. Vậy hả chị? Tại vì là chị đã làm việc với Quyền trong cái chương trình Tinh Hoa Hội Tụ. Tinh Hoa Hội Tụ. Dạ. Ở, và bạn này là quán quân. Dạ. Rồi bây giờ mời em. Xin chào cô chú, con là Bảo Ngọc, năm nay con 22 tuổi. À, con quấn con đi học. Con học đại học gì? Dạ, con đang học ở Đại học Hoa Sen về chuyên ngành về Media Direction. Giỏi quá. Quyền đã lén lấy vợ lúc nào cô không biết luôn á Quyền. Lúc đó là con chưa đúng không? Đó là Bảo Ngọc đang theo sát số hậu trường với con, sau những cái giúp con về những cái vấn đề là quản lý dancer, rồi bảo là trang phục, rồi lo những cái buổi tập của con. Luôn luôn đứng sau ánh sáng của con. Bây giờ con kể cho chương trình nghe đó, cái câu chuyện tình yêu của các con như thế nào, và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau? Con lần đầu tiên con gặp Bảo Ngọc thì chắc là 2015, nhưng mà chắc là sau lần đó là con không nhớ Bảo Ngọc là ai cả. Bởi vì lúc đó là con đang thi một chương trình là So You Think You Can Dance, một cái chương trình riêng về vũ công, thì Bảo Ngọc là nhà của Bảo Ngọc là người Huế mà. Người Huế luôn luôn cổ vũ cho những cái người mình miền Trung như thế này. Thì nhà Bảo Ngọc rất là thích con, rất là kiểu bạn này tới Huế này, người Huế này vô ủng hộ hết mình. Con Bảo Ngọc cùng được chụp ảnh với con, và sau đó xong cả là con không biết, bởi vì giống như một người bình thường là con okay. Biết anh Quyền thôi chứ anh Quyền không biết con. Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc đó là con đã cảm thấy cảm mến anh Quyền chưa, hay chỉ là ngưỡng mộ bình thường thôi? Dạ, lúc đó thì con chỉ giống như là ngưỡng mộ, là tại vì về tài năng của anh Quyền. Nhưng mà bao lâu thì các bạn mới bắt đầu là coi như là liên hệ với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn? Thật ra là cái này là một cái duyên nhá, là từ ba của Bảo Ngọc. Con nói chuyện với ba Bảo Ngọc là con không xin là chú, con xin là anh chị thôi. Thì kiểu giống như lúc mình là kiểu đối tác, bởi vì anh Hoa liên hệ con gian dựng một cái bài để cho Bảo Ngọc biểu diễn trong trường. Thì trong cái quá trình tập luyện dân của tôi, con cùng tên với nhau. Trước đó là con cũng gian dựng cho nhiều nghệ sĩ, nhưng mà đối với học sinh á, cấp 3 thì đây là chắc là bài học đầu tiên của con. Đầu tiên đúng không? Thì cũng là giúp Ngọc lại được hai giải quán quân rồi đó. Nhưng mà bao lâu thì con cảm thấy là có một cái sự gọi là tương tác nhẹ và cảm mến nhẹ bé Ngọc? Chia sẻ lần đầu thì lúc con tập về Bảo Ngọc thì con chả biết Bảo Ngọc là ai luôn. Cho đến khi mà Bảo Ngọc nhận tin á là con của ba Hoa, anh Hoa lại bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn, bởi vì người ta bút mình bây giờ mà con gái của người ta mất tích về số tuổi ấy. Rồi thì là về sau thì có bắt đầu để Bảo Ngọc, bắt đầu cho Bảo Ngọc vào những cái vị trí quan trọng và làm những cái động tác rất là khó nhá. Liên quan đến bưng bê, nhào, xoay, rồi Bảo Ngọc gánh hết. Bao nhiêu lúc con kiểu chưa có tình cảm, chỉ là tập luyện học sinh mà, đứa nào học sinh quậy làm được là mình la luôn bên này. Tụi con chưa có thích nhau trong thời gian quá trình tập đúng không, mà sau khi đạt kết quả rồi, sau khi đạt quán quân rồi này kia nọ, thì chắc là lúc đó bắt đầu mới nhìn lại và thấy là giống như mình cảm mến cái con người này đã đưa về cho mình một cái thành tích vẻ vang như vậy đúng không? Thì cái tình cảm nó có một sự thay đổi nhẹ đúng không? Có nghĩa là thay đổi nhẹ là sau kỳ giải quán quân đầu tiên. Thấy chưa? Đó, xong rồi vừa rồi là kiểu là con ở đây một mình mà. Thì con có nuôi thêm hai em cúm. Thì con vô tình con nói là Tết mèo ơi, qua giúp anh chăm cúm này đi. Rồi có gì ra Tết anh dừng đi chơi, rồi bắt đầu quay phim để mà cảm ơn. Thì đó, từ từ bắt đầu những ngày mỗi quan hệ. Quen lúc đó là con đã học đại học chưa? Dạ chưa. Lúc 12. Dạ. Cái lúc mà con mới về anh Quyền á là thầy chủ nhiệm biết.
Xong rồi thầy chỉ mẹ Hòa. Dạ, mời phụ huynh lên. Thầy cũng nói chuyện với mẹ con, nói là cũng biết là cái ngành nghề của anh Quyền là rất là hay va chạm, và cũng không biết là anh Quyền như thế nào á. Lúc đó rất là mới, không biết là anh Quyền có thật lòng hay không, hay là quen một vài tháng rồi ảnh hưởng tới con, và lúc đó cũng sắp thi đại học nữa. Thì lúc đó thầy rất là lo, quen ai thì mẹ rất là cấm đoán luôn, và giống như mẹ là sẽ theo dõi để biết là con đi đâu. Nhưng mà từ lúc mà mẹ biết anh Quyền á, là tuy là bị mời phụ huynh nhưng mà mẹ lại ngược lại là mẹ không nghe thầy mà lại rất là thích anh Quyền và rất là ủng hộ. Nhiều khi là do đồng hương á, đúng không? Dạ, thì con nghĩ là cũng do là cái quá trình mà con từ đó vào con lập nghiệp ở đấy á, thì ba mẹ cũng theo dõi được những cái gì mà nó xuất hiện trên truyền hình hàng ngày, còn với là mẹ cũng đi theo để hiểu được và cái chia sẻ, thì có nghĩa là có một sự đồng cảm. Quyền thì chắc chắn là phải, cái công việc của Quyền là đi rất là nhiều. Vậy thì mỗi lần Quyền đi như vậy thì con có đi theo hay không? Trước lúc mà cưới á, thì ba mẹ không có cho đi qua đêm. Đi theo mấy cái chương trình thì quay rất là khuya. Thì kiểu khoảng thời gian đầu thì ba mẹ rất là bị sốc á. Tại vì đó giờ con gái cứ là 9-10 giờ là đã về tới nhà rồi, mà giờ đi tới 1-2 giờ sáng chưa thấy mặt mũi đâu hết. Cái một khoảng thời gian thì ba mẹ cứ đợi cửa, là cứ đợi phải mở cửa cho con về. Cái lúc sau thì ba mẹ cũng mệt quá nên đưa chìa khóa luôn tụi mẹ. Vậy anh mệt mỏi quá. Thì bắt đầu là chỉ là 8 giờ còn mặt rồi. Từ khi đi về con thì bắt đầu là từ 10 giờ, 11 giờ, 1 giờ đêm, 2 giờ, 3 giờ mới về. Con là ở nhà là con là con một hay là có anh chị em gì không? Dạ, con là con gái lớn, có một em, nên là ba mẹ rất là sợ con hư á, và rất là cưng luôn. Như vậy thì cái việc mà một tiểu thơ và một anh chàng dancer rất bình dân như vậy quen nhau thì nó có khó khăn trở ngại gì không con? Con thấy cũng không có trở ngại gì lắm, chỉ là lúc đầu á thì anh Quyền cũng hơi sợ con tiểu thư á, nên là mỗi lần đi ăn lề đường á là anh Quyền sẽ hỏi là em có ăn được không, hoặc là đi đâu nóng này nọ là anh Quyền cứ xách quạt, xách đồ để quạt cho con á. Chăm con đúng không? Chăm một tiểu thơ cho con đúng không? Đó. Nhưng mà Quyền nó hay lắm, nó thuần hóa một hồi là nhỏ này hết tiểu được thơ. Không ta? Tại vì nè, đã từ năm 20 bao nhiêu đó, 19. Là đã đứng ở sau lưng hậu trường để mà lo hết những cái công việc của bạn này. Ghê lắm, biên đạo múa coi như là huấn luyện từ hình thể cho tới tâm hồn. Quán quân trong công việc, trong các cuộc thi, nhưng mà cái việc quán xuyến tiền thì sao? Dạ đây ạ. Thì thực ra là cũng một phần là con không biết sao nữa, nhưng mà từ lúc mà con quen Mèo á, và chỉ có một năm thôi thì con giao hết tất cả nhờ tiền của con cho Mèo luôn. Bởi vì đối với bản thân con của công việc á, là con thích được sáng tạo, con thích được làm, con thích được cái cảm hứng nó tuôn trào ra. Con thích sử dụng những cái trải nghiệm của cuộc sống của con để mang vào những cái tác phẩm con dàn dựng. Rồi xong rồi bao nhiêu tiền là cứ để đẩy vào đây. Không quan tâm dự định cho tiền. Cái chuyện tiền bạc đó là nó mệt lắm, nó trồng cục cái tác phẩm của mình rồi, liền. Hay quá chị Một ơi. Rồi hai đứa yêu nhau, một cô gái nhỏ nhắn như vậy, rồi cái việc mà tỏ tình cầu hôn nó có cái gì đặc biệt không ạ? Là bằng nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới, bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào 58 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng vậy đó. Gieo kỳ đó trong đầu con nhiều, thì con thì cô việc là con không còn nói nhiều. Xong rồi có một năm là năm 2020 thì bắt đầu là con quyết định là tỏ tình, tỏ cầu hôn nhé. Thì con làm một cái bài rất là hay, rất là dễ thương, rất là dân dã luôn, của bên bằng một đồng minh chúng, bằng một điều luôn, con nhảy luôn, con mà hai con khổng lồ chạy quanh ngoài ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nữa. Thì đó là một cái clip rất là viral ở trên TikTok cũng như là Facebook. Thì con làm một cái màn cầu hôn cho nàng, nhảy đến nửa bài cũng chưa biết mình làm được cầu hôn. Vậy hả? Hôm đó đồng chơi nàng đi làm tóc làm đẹp. Ủa có ai tiết lộ bị mật gì không? Mấy đám nó kiểu, mọi người ơi hôm nay Mèo làm tóc này, xong bắt đầu là ủa gì vậy, có ai tiết lộ gì không? Mà có cùng cậu cái phòng tập ở nhỏ ở nhà, mỗi lần mà mọi người tập và Mèo đi lên tập nhạc đứng nghiêm lên, bắt đầu giãn cơ rồi chuyện qua giãn cơ. Không ai biết cái, xong bài nhỏ đi xuống cả lúc đó nguyên đám nhảy tập bài để cái nhà mà kiểu là rất là nhỏ mà phải bị cái tai và nghe để tập cho xong cái bài. Rồi bắt đầu là hôm đó thì con nhớ con dắt Mèo ra, cái cảm giác đầu tiên của con á là thực ra là mình đã chuẩn bị kế hoạch này rất là rõ ràng, là rất là tốt. Nhưng khi mình chuẩn bị bước vô nhảy là con cảm giác là cái chân con không có cảm giác nhảy luôn, kiểu bị lo lắng, hồi hộp, rung á. Thì bắt đầu không biết mình làm cái tốt không, rồi bắt đầu là khi mà nhảy đến nửa bài và nhỏ rồi vẫn không biết là mình được cầu hôn. Lúc anh Quyền không nói được luôn, anh Quyền nói mà kiểu không biết là mình sẽ phải nói gì á. Có gì nào được một câu duy nhất à?
Làm vợ anh nhẹ. À, làm vợ anh nhẹ. Như vậy là bây giờ tụi con ở là vợ chồng là nay được nhiêu lâu rồi ta? À, nếu như vậy thì chắc là tụi con ở trong cái thời điểm dịch là từ lúc định hôn này giờ là một năm rồi đó. Mới quá chị ơi. Có. Không biết có cái gì nó lòi ra không chị? Thì bây giờ hỏi đi. Nó nghe nè, một năm ở với nhau như vậy thì có mấy cái tật xấu nào của Quyền nó lòi ra không? Rồi có những cái tật xấu nào của Mèo mà Quyền thấy nó nhiều quá không? Cái này thì con nghĩ là từ lúc mà quen là có cái tật đó rồi. Thôi bây giờ kể đi con. Đó có nghĩa là mỗi lần mà Mèo là hay hét, đúng là tiểu thư hét một phải là nguyên cả nhà lần đứng từ trên nghe được hết, ba mẹ đều nghe được hết. Kiểu ba mẹ quen rồi chiều cứng mà, đây là con gà ruột của ba mẹ mà. Kiểu con hét cũng vậy thì mỗi lần Mèo hét con cũng kiểu rèn rèn đúng không? Mà kiểu mất là kiểu mỗi lần mà Mèo mà tức một cái là mắt mới nhìn mồm liệt quá cả là ý cha con Mèo đổi mắt mà. Là phải sợ. Ủa Mèo 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 hét làm sao Mèo? Con Candy nhà em á, y chang đó. Con hét gì không? Dạ không, nhỏ hơn xíu. Thì Mèo còn ngủ muốn, ngủ dậy muốn. Ngủ nướng đúng không? Ngủ nướng nhiều. Thực ra là con cũng thương Mèo và bởi vì từ nhỏ con cũng ở trong một cái gia đình không có điều kiện nhiều thì con cũng quen với cái việc là phải chủ động làm mọi thứ, rồi con cũng dọn dẹp, con cũng tự rửa chén bát và mọi thứ. Nàng có biết nấu ăn đâu, bắt đầu phải học cách nấu ăn rồi. À, dần dần. Không biết nấu ăn đúng không? Rồi, nhưng mà cũng phải tìm cách để học thì đâu có thể là. Biết nấu chưa? Dạ. Biết sơ sơ. Sơ được mấy món rồi con? Cắt món luộc đó. Không? Dạ, con biết nấu luộc hoặc là cái gì con không biết thì con sẽ lên con coi trên YouTube xong rồi tự nấu. Con không biết là chị vợ này có dính vào những cái tật giống như các chị vợ còn trẻ tuổi trong cái thời đại mà 4G này không? Tức là hay mua sắm online không? Yes. Shop vô sổ rồi, vô sổ luôn. Nhưng mà thực sự con cảm thấy điều đó rất là tốt bởi vì mua cho con nhiều. À, mua cho con nhiều bởi vì đấy là mang danh là tiểu thư theo chị biết là được quan tâm, nhưng mà khi mà quen con là con trước đó là bởi vì con không có mua sắm nhiều đi, là con chỉ có cần mua tập rồi là xong rồi. Nhưng từ khi mà quen Mèo là Mèo mua đồ tùm lum mà mua là chủ yếu là cho con này. À, vậy là cái đó không phải là tật xấu rồi, tật sao rồi. Tật tốt. À. Nhưng mà giờ theo con thì con muốn vợ con thay đổi điều gì để vợ con hoàn hảo hơn, tức là perfect nhất luôn. Perfect nhất của con thì con muốn vợ của con bản lĩnh hơn. Bản lĩnh hơn là có nghĩa là không cần phải phụ thuộc vào chồng của mình. Mình có thể chủ động mọi thứ. Thì Mèo đang làm tốt điều đó, con giao lại việc quản lý nhóm, các bạn nhỏ đó mọi thứ để Mèo trở thành một cái gì đó là thay con, để con có thể có nhiều thời gian hơn để sáng tạo. Con... Rồi giờ tới Mèo nữa con. Tật xấu anh Quyền thì con nghĩ chắc lúc mà anh Quyền đi tập á thì anh Quyền hay ném giày các bạn á. Nóng tính đúng không? Dạ rất là nóng tính, nhưng mà khi mà không có giày để ném á thì ném luôn điện thoại. Trời ơi. Nên là con phải đi sửa hoài luôn. Có nóng tính nè, cọc nè đúng không? Có bừa bộn không hay là gọn gàng hay là anh Quyền gọn lắm, anh Quyền ở nhà anh Quyền dọn hết. Có la con không? Vừa làm vừa la không? Dạ không, anh Quyền tự làm tại vì anh Quyền đi dạy về rồi thì con vẫn còn ngủ, cái anh Quyền tự làm luôn, cũng cho con ngủ vậy. Thì Mèo có mong muốn anh Quyền thay đổi điều gì không? Đừng quan điện thoại nữa thí dụ. Đúng rồi, đừng quan điện thoại nữa tốn tiền. Mất năng tính đúng không? Dạ, anh Quyền cần khi mà đi tập cũng phải biết để ý thời gian để có thể giữ sức khỏe hơn. Có hôm là đi về là ngủ ngoài sofa luôn mà mở cửa tan hoang vậy á. Là không, anh Quyền quá mệt rồi á, cứ đi vô là nằm đâu cũng ngủ được hết, xong rồi mở cửa tan hoang rồi luôn. Thực ra thì đến một tuổi nào đó con phải ngưng cái đó lại. Dạ đúng rồi. Con phải điều tiết lại, đúng không? Con mới cảm thấy rằng là mình không bao giờ thành công khi mình đi một mình cả. Nếu con muốn xây dựng một nhóm và một đúng bạn vậy. Và một gia đình con quay là cùng nhau để mình họ trải nghiệm được cái cách mình làm việc, trải nghiệm được cái thời gian của mình trải qua và bắt đầu sẽ xé bớt công việc cho mình hơn. Ok, rồi xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son và chúc cho hai con sẽ luôn vui tươi như thế này và mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ vâng ạ. Và em có một nguyên tắc là bạn của người cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này thì em bảo là theo cặp rồi. Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này, xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với trường quay của chương trình Vợ Chồng Son và cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu, câu chuyện hạnh phúc của cặp vợ chồng đầu tiên. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ.
Bây giờ trước khi hỏi tên tuổi nghe, thì là cho anh biết coi vì lý do tại sao các em xuất hiện trong chương trình này và trên tay cô dâu lại có hai quyển sách như vậy. Dạ, vâng ạ, em xin giới thiệu, em là Lưu Ký Hương. Hiện nay thì em công tác ở nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam với vai trò là MC, ca sĩ. Và em có một công ty riêng về lĩnh vực tâm lý tình cảm. Chồng em là một người yêu thích chương trình Vợ Chồng Son từ rất là lâu rồi. Và cái ước mơ của anh ấy đó là được một lần ngồi trên chương trình này để nói về cái câu chuyện của vợ chồng. Và hôm nay em có mang một món quà là cuốn sách của em để dành tặng cho hai anh chị ạ. Rồi. Sách của Hương hả? Dạ vâng ạ. Rồi chị cảm ơn. Đây, trời ơi, nghe mà nó vừa xúc động mà nó vừa tuyệt ấm chiêu áp, tuyệt ấm chiêu sống và yêu. Rồi hay quá. Dành cho phái đẹp. Cảm ơn em đã thấy được cái đẹp ở trong anh. Trước tiên cho em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình Vợ Chồng Son và em rất là hâm mộ anh chị. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Chị hỏi này, em thích cái chương trình này từ lúc nào? Bao nhiêu năm rồi? Chắc là cũng phải 3-4 năm đấy. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Khi mà em làm việc xong, mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật kênh YouTube lên, em xem cái kênh YouTube của chương trình Vợ Chồng Son. Xem nhiều số vì em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu vì nó truyền cảm hứng cho em. Và hai anh chị rất chương trình, dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. Cảm ơn em. Bây giờ mới là hồi hộp về cái cơ duyên mà hai bạn này đó. Sao mà biết nhau nè? Lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu? Em biết anh Toàn qua một cái buổi workshop dạy nhảy miễn phí của người yêu cũ anh. Bạn ấy nói là có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata. Thì em thích cái bộ môn nhảy này. Thế là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí, học miễn phí thì em đến luôn. Và nhân cơ hội này tại sao em không tái hiện lại cái màn mà nhảy đôi cùng với cô gái này được không? Trên sân khấu này. Dạ vâng. Okay. Thế cho bọn em xin phép nhảy chính cái điệu nhảy đầu tiên của bọn em. Hay quá. Hay quá. Này chị với Bin nhảy được nè Bin. Em này nó chậm chậm vậy thôi đó hả? Đó, Latin à. Eo quá ha. Hay quá. Xin cảm ơn hai dancer Toàn và Hương. Như vậy là em nhìn thấy mà ảnh đi với một cô gái thì chắc chắn là em không có ấn tượng gì về ông này đúng không? Thứ nhất là đấy là cái buổi mà dạy nhảy ở câu lạc bộ người yêu cũ của em. Và em có một nguyên tắc là bạn của người yêu cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này thì em gọi là theo cặp rồi. Thế là em cũng không để ý gì luôn. Nhưng mà có ấn tượng với cái ông thầy này không? Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Và khéo léo thì bạn này có, xong lại khỏe nữa, trời ơi. Đúng rồi, nhưng có mà hết những cái gì mà em mong muốn đúng không? Nhưng mà tiếc rằng mà em không nghĩ gì đến cái việc là sẽ nảy sinh tình cảm gì cả. Mà em rất là hâm mộ và em rất là tôn trọng á. Em tưởng là thôi là hôm đấy là cũng định gặp mặt như thế mà cũng thấy bạn kia bám sát thế rồi và vợ em lại cũng không đưa ra một cái tín hiệu gì là khoái khoái em cả. Thế là em cũng bơ bơ đi cho đến cuối buổi workshop thì người yêu cũ của vợ em, tức là bạn của em, bạn học của em lại bảo thế Toàn dắt thêm một bài đi. Thì em nhảy với vợ em thì nó có một cái sự kết nối mà nó làm em rất là thích và tò mò. Thì lúc đầu là nhìn vợ em thì trông rất là lạnh lùng các thứ nhưng mà đến lúc mà nhảy thì em lại khoái khoái. Rất là ấm áp, ấm áp. Lửa nó cứ như là 500V nó đúng không? Âm ỉ, nó cứ chảy rầm rầm, máu của em cứ dồn lên não. Khóc người rầm luôn. Máu. Và sau đấy thì em thường thì em có thói quen là em ra ngồi quán cà phê, em làm việc, em cũng chỉ có cái laptop với cả cần mạng là em làm được việc rồi. Thì vợ em lại lúc đấy lại biết cái ngành của em nó khá là lạ và muốn tìm hiểu thêm xem. Em hoạt động nghệ thuật đó, rất là bay nhảy, xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa, thế cho nên là những cái công nghệ thông tin, những cái thứ đó em không biết. Thế cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó là em rất muốn hỏi để em học, để em tìm hiểu về nó. Thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nay bạn chia sẻ với tớ về cái tớ với bạn, bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em 1 tuổi. Thế cho nên đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em.
và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa. À, thế là em chỉ hỏi bạn ấy rất là nhiệt thành. Thì cái hôm đấy là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Xong rồi đến lúc mà em phải về rồi, em phải đi làm rồi, thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí, để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì. Thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê nó có bánh mì, hóa ra bạn phải chạy rất xa, bạn mua cái bánh mì cho vào trong túi đưa cho em, cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn. Thì em sau đó thì em lại thấy là bạn ấy đi bộ về nhà, và em nhìn thấy là một người đàn ông rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm. Mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy, vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc, nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm. Vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy. Thế là sau đó thì em có ấn tượng rất là tốt về bạn này. Bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều. Không nói chuyện thì nhớ. Thế nhớ nhớ, sau đó thì em mới hỏi thẳng là cái cô hôm ấy đi cùng là như thế nào. Giờ mới hỏi đó. Vâng, em hỏi thẳng luôn, để nếu như mà em thấy còn lòng hoàng là em sẽ không dính dáng gì cả. Nhưng bảo là chỉ là bạn bè thôi. Đó, thế thì em ok, vậy thì mình cho người đàn ông này một cơ hội. Thế nhưng mà Toàn có biết là Hương là mẹ đơn thân không? Em biết chứ ạ. Nhưng mà em thì là trai tân đúng không? Tân. Sau khi mà nói chuyện em thấy anh ấy có một cái điểm chung là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân. Mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học Đức mà chỉ bán xôi thôi. Thì em nhìn là người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình. Và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố. Và anh ấy sẽ hiểu cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào. Thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm và em muốn cho anh ấy một cơ hội. Rồi bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào. Thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi. Hay quá. Chờ từ rất là lâu rồi. Bởi vì là khi mà mới quen á, thì nhà em là có hai mẹ con ở với nhau, thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng. Và ví dụ như nó hỏng hẳn đi, mình thay mới. Nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ á. Ví dụ như là cái núm cửa đó. Em cứ mở cửa ra một cái, em bước vào trong nhà, em đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra, là không mở cửa được ra nữa. Thì nó hỏng cả đến hơn năm trời rồi mà không có ai sửa cho em, mà em cũng không biết tìm ai sửa cả. Mà hôm đấy em vẫn đang ngủ, em hay ngủ muộn đó, bởi vì em làm một việc về khuya mà. 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch 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 cạch. Xong rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí dủ với anh Toàn sửa cửa, sửa bồn cầu. Em chóng mặt, em bảo cái anh chàng Việt Kiều này kỳ lạ ta. Sao lại biết làm có mấy cái việc này, nó bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn. Thế xong rồi rằm mùng 1 em mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ. Em giật mình, em người đó người lạ và nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này. Xong rồi cũng hay hôm mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Vâng, bởi vì em làm khi mà em chơi hoặc quen ai em sẽ quan sát rất kỹ họ, thì em thấy rằng là người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi. Còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào? Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi. Thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định rồi, mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em lúc đầu cũng phản đối, và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến bạn nói như mà thế nào Toàn? Bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi, đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam. Ồ, vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em, và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này, thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá. Có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? À, chưa. Bây giờ là các bạn là đang ở xa nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Vợ em có một cái tật là không đáng yêu lắm. Là rất nhiều quần áo mà ca sĩ mà chị. Thì đi diễn này xong rồi váy viết các thứ đẹp lắm. Thế nhưng mà nhiều vô kể. Mà em về em đã thấy nhiều thế và lại không có đủ chỗ để. Thì em đóng hẳn cho luôn hai cái dàn treo. Rất để treo được rất nhiều rồi. Thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm ấy, chất đống lên cao đến cả nửa mét luôn. Trong khi không chỗ ngồi luôn hả? Hai cái dàn kia để mà treo quần áo thì không thích. Mà là cứ thích chất lên cái ghế ngồi trang điểm. Xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lật lên, lại cho lại vào. Xong rồi đi về lại chất đống lên. Đồ nhiều quá. Chưa được ngăn nắp. Còn điểm nào chưa đáng yêu nữa? Cũng không hẳn chưa đáng yêu, mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em nữa.
Bởi vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn là sẽ đến làm công việc đến khá muộn, ít nhất phải 11, 12 giờ. Còn em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm. Cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9, 10 giờ đi ngủ, xong rồi 4 rưỡi, 5 giờ sáng là đã dậy đi tập gym rồi về làm các công việc khác rồi. Thì em thấy làm như thế được nhiều việc hơn. Nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về cái thời gian biểu của em theo vợ em, khá là mệt. Em thức đến 2 giờ sáng và em ngủ đến tận 10 giờ, 2 giờ đêm, 10 giờ sáng em mới dậy. Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải ngủ bù chứ. Không thì cái này là chị, theo chị là nó không phải là tật xấu đâu, bởi vì tính chất công việc của hai người. Sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn đề này. Không vấn đề gì. Không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi. Tức là em với những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng, thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi. Thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư, thì bọn em tập bài để biểu diễn cùng nhau. Thì chưa tìm được cái phòng tập nào nó gần chỗ bọn em cả, thì nhà bọn em lại gần nhau. Thế là em qua nhà bạn đó để em tập. Thì thực ra em cũng sẽ nói cho vợ em, nhưng mà vợ em nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập mà với nhau ở trong một cái phòng riêng. Đấy, kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy. Thì em cũng tôn trọng vợ em thôi, nhưng mà em cũng lúc đấy em cũng lại nói đùa. Không biết là vợ mà ghen làm sao nhỉ? Tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ. Nhưng mà đó, kể từ lúc đó là em đâu có tập riêng rồi đấy. Vâng, đi nhảy là trước khi, kể cả về Việt Nam mà hôm qua cũng vừa đi khiêu vũ là phải ra bảo vợ, vợ ơi anh đi nhá, đây nhẫn anh đeo rồi nhá. Anh có một hôm đi nhảy, trong anh về anh kể là anh ấy nhảy đẹp quá, xong cái cô Tây cô nhảy cô bảo Toàn ơi mày yêu tao đi. Thế là em biết ngay là hôm đấy đi nhảy không đeo nhẫn. Em bảo đi nhảy có đeo nhẫn không? Thế xong bắt đầu là xin lỗi anh quên, thế là thôi em không nói chuyện gì. Là hôm sau là phải đưa vào nguyên tắc luôn là đi nhảy là phải đeo nhẫn. Phải có đeo. Bước ra đường là phải đeo nhẫn. Nhắc mấy lần rồi mà anh ấy sợ bị rơi mất nhẫn, và em cũng để cho anh cái khoảng thời gian để anh tự hiểu là cái điều của anh ấy làm ấy nó xảy ra cái điều như thế nào. Thì em không nói gì. Thế một lúc sau anh ấy gửi cái clip mà anh ấy cầm cái que anh ấy vụt phần chân anh ấy, nó tím xỉu luôn. Thế này thì anh đánh vào người anh cho em thấy nè, thì anh xin lỗi. Tội nghiệp quá. Em nhìn em buồn cười quá. Rồi giờ tới em đó. Thôi sẵn kể luôn. Kể luôn đó. Đó, tật xấu đó là quên mang nhẫn khi đi làm việc. Hay quên những điều cần thiết để chứng minh mình là người đã có gia đình. Đúng không? Đấy. Đó là một tật xấu. Đó. Một tật xấu nữa là ăn quả vặt. Nếu mà khoét chị ạ. Ăn gì? Ăn quả vặt. Ăn vặt sung sướng lắm em. Ăn quả vặt. Trời ơi, xin vào đồng minh rồi. Trời ơi, đồng minh rồi. Đời chị đừng có cho chị ăn 3 bữa chính, cứ cho chị ăn 5 6 bữa vặt vặt đi. Chị ơi, ví dụ nha. Lắm cuộc đời mong manh lắm em ơi. Anh ấy ăn đủ 3 bữa chính rồi. Thế xong bắt đầu là ví dụ như là anh ấy buổi sáng ăn sáng rồi nha. Rồi uống cà phê rồi nha, xong rồi anh ấy bảo là anh đi mua bánh mì cho em. Anh sẽ mua bánh mì về anh làm cho em. Xong anh mua một cái bánh bông lan trứng muối này, xong rồi một cái miếng cơm cháy to đùng như thế này nè, xong bắt đầu là những cái quả nho nhỏ đó. Xong rồi em nhìn anh không bao giờ để dám để sát vào nhau đâu, bởi vì anh ấy biết là nhiều thì sẽ bị em kiểm soát, cho nên là anh để mỗi nơi một tí. Em đang ngủ ở trong phòng nghe cái cách của phát là em biết là đang cắn hạt dưa. mà mỗi lần anh ấy về nhà mẹ là anh sẽ mua một cái túi hạt dưa nó to khoảng 3 cân như thế này là này. Em khoái ăn hạt dưa hả? Vâng. Mà như con sóc lại ngồi làm việc, mà em thì em quen làm việc trật tự rồi, mà em ăn cực kỳ là chỉn chu. Trước khi em gặp anh ấy là body em nó fit lắm, vì em không hề ăn vặt luôn. Thế mà anh ấy thì ăn hạt dưa nhiều anh bị ho, em không cho ăn thì bắt là ăn vụng ăn trộm. Và cứ khi em đi ngủ phát là nôi ra cắn cái rách, mà em thính như nào mà em ngủ trong phòng ngủ mà nó đóng kín rồi mà nghe cái rách phát em biết. Thế em bảo anh đưa cái gói hạt dưa đây xong giấu đi. Thế cuối cùng em về em mới bảo mẹ là mẹ đừng mua hạt dưa cho anh ấy. Mẹ bảo mẹ có mua đâu, nó đi nó mua đi chứ, sẽ đổ cho mẹ. Rồi bây giờ sao nè, có muốn Toàn thay đổi gì không? Thật ra thì đối với em thì đấy là những cái điều đáng yêu của anh ấy. Chị thấy đáng yêu mà. Em muốn là anh ấy được là chính mình khi ở bên cạnh em. Bởi vì là anh ấy sống và anh ấy làm việc thì từ khi còn bé anh ấy là đàn ông, anh luôn luôn phải thể hiện bản thân mình, phải gồng mình lên rồi mạnh mẽ rồi đi làm việc ở bên Đức thì họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và không được có một lỗi nào cả. Thế nhưng mà em muốn là ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình, và bọn em giống như hai đứa trẻ con ở cạnh nhau vui lắm. Nên là khi mà mọi người cứ hỏi là sau khi cưới thế nào thì em thấy là từ khi lấy chồng vui hơn, thích hơn, được chiều nhiều hơn. Thế là tuyệt vời quá rồi. Con trai của em còn nói một câu là mẹ ơi, ở nhà có 3 người bao giờ cũng vui hơn nhà có 2 người. Vui ha, nghe đã ha. Thế còn Toàn thì sao? Toàn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em chỉ có duy nhất một điều là mong muốn vợ thay đổi một chút. Đấy là sau khi mà những buổi tư vấn của vợ em xong, tư vấn tâm lý tình cảm xong, thì
thì vợ em hay bị buồn về câu chuyện người ta, xong rồi suy tư, xong rồi suy nghĩ lâu, nó ảnh hưởng đến cái bị lậm á, nên ảnh hưởng đến cái tâm trạng cảm xúc riêng của mình. Đấy thì em mong muốn vợ là thôi tư vấn xong cho người ta thì xong câu chuyện đấy thì thôi mình dừng lại ở đấy. Thực ra là tất cả những cảm xúc đó nó là chất liệu cho những cái lần sau. Thế nhưng mà em cũng phải lưu ý một chút là bởi vì này, em phải biết control. Ví dụ như em được quyền sống trong cái cảm xúc đó thời gian bao lâu, rồi sau đó là em phải thôi, em phải delete liền mới được. Đó, theo chị là như vậy. Ủa nhưng mà bao giờ em trở về Đức? Ngày mai em bay về Đức ạ. Ồ, như vậy em bay từ thành phố Hồ Chí Minh hay là từ Hà Nội? Tối nay là bọn em sẽ bay từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, và ngày mai là em bay từ Hà Nội sang bên Đức. Và em bay chỉ một mình hả? Đúng không? Như vậy là bọn em vẫn còn đang chiến đấu nhiều. Anh vẫn mong rằng là hai em sẽ về chung một nhà và không còn ở xa nhau như vậy. Thì thôi thì tự bây nhiên giờ muốn nghe Hương hát nè. Bây giờ giá như ai biết đàn em à, Hương với Toàn đâu tặng một cái nhưng mà Toàn là Toàn là biết nhảy à, Toàn biết đàn á. Ngày xưa là mẹ anh Toàn là cho anh Toàn học đàn từ bé là để sau này tán gái cho nó dễ. Ồ nếu vậy thì giờ Toàn đời Hương hát đi. Đúng rồi, Toàn có mang theo cái đàn đi. Thế cho em xin phép tặng một cái một bài ạ. Da 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 da. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em thương, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần cho anh mơ mộng. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lấy, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Em muốn được cùng nhau về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Cảm ơn các em, cảm ơn chương trình, cảm ơn các em nhiều lắm.